đầy nắp nhỉ. Cho một cái vào xem nào. Cho một cái vào cũng được. Cái này chả có gì để trong một giấy nữa. Công nhân này có khi là 10 một ngày không làm được 10 sản phẩm. Công nhân này mà ăn sản phẩm thì về cháo không có mà ăn. Đặt xuống cái nó cũng hở. Nắp nó nhanh quá. Nắp nó không ấy.